What's up? Xin chào các anh em lồng dâm. Hôm nay mình rất là vui mừng để giới thiệu đến cho các anh em một con bàn phím. Một con bàn phím cực kỳ đặc biệt luôn. Con bàn phím này là do bên mình tự làm. Và nó sẽ được tổng hợp tất cả những cái gì tinh hoa nhất, những cái gì mà tốt nhất trong tầm giá mà mình có thể mang lại. Và để làm được điều đó, tất nhiên mình sẽ tối giản đi những điều không cần thiết, những thứ mà sẽ làm cho sản phẩm đắt lên nhưng mà không nhất thiết phải tích hợp ở trong những cái bàn phím chuyên về gaming gear. Vậy thì con bàn phím này có gì đặc biệt? Chúng ta sẽ cùng mổ xẻ chi tiết kỹ con bàn phím này nhé. Ok. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng review cho các bạn một con bàn phím của shop luôn. Đây, các bạn có thể thấy logo Boss Gear đây. Đây chính là cái thứ mà mình thấy tự hào nhất. Vì đây là lần đầu tiên ở Việt Nam mình có một cái bàn phím chính thức mà được phân phối trực tiếp tại cửa hàng của mình thôi, chứ không ở chỗ nào khác nhé. Còn nếu như các bạn mà muốn mua số lượng lớn thì để được giảm thì có thể inbox trực tiếp ở trên fanpage hoặc là trên web. Rồi, bây giờ mình sẽ đánh giá chi tiết cái con bàn phím này. Đầu tiên, thiết kế của nó sẽ là một thiết kế rất là gọn gàng. Như các bạn thấy đây, nó sẽ vuông vức như thế này. Không có những cái chi tiết thừa ra hoặc là vuông kiểu như dạng như là có góc cạnh ở hai bên các cái miếng kim loại thừa, mà nó sẽ là bo sát với lại các cái phím nút như thế này, sẽ tạo cho cảm giác gọn gàng hơn. Và cái phần viền của con này nó sẽ được vát cạnh kim loại cắt CNC. Đây, các bạn có thể thấy tạo cho một cái cảm giác rất là sang chảnh. Mình nhận thấy là những cái con bàn phím mà có vát cạnh như này nhìn rất là đẹp, đặc biệt là khi mà ở các cái bàn mà có độ sáng tốt. Ngoài ra thì ở trên mặt này chúng ta sẽ có được sơn một lớp giấy màu, sơn một lớp màu nhám như thế này, sơn nhám. Và nó sẽ cắt điện, cho nên các bạn yên tâm là khi mà sờ vào cái mặt bàn phím này sẽ không bị giật. Và một cái điểm đặc biệt nữa của con bàn phím này đó chính là về cái phần layout chuẩn, cho nên là nó sẽ sử dụng được tất cả các cái keycap mà mình có thể chơi được vô tư luôn. Keycap đặc biệt là các cái keycap mà sử dụng dành cho các cái bàn phím như bàn phím Leopold hay là những cái bàn phím dùng Cherry Switch, rất là đơn giản. Và con bàn phím này thì sử dụng switch quang. Switch quang thì nếu mà các bạn chưa có biết nhiều về switch quang thì có thể tìm kiếm ở trong các cái video trước của mình về con Suzaku, thì nó sẽ có nói rõ hơn về switch quang. Hoặc là có thể bạn tìm ở trong cái trang web của mình, hoặc là trang web bossgear.net thì nó cũng sẽ có bài viết về switch quang cụ thể chi tiết hơn. Và cái con này đang sử dụng switch quang, và bản phiên bản mà mình đang review cho các bạn đây chính là phiên bản Red Switch. Đấy, Red Switch. Đấy, thì phiên bản Red Switch là phiên bản mà nó sẽ khác với phiên bản Blue rất là nhiều. Nó giống như là đối lập với phiên bản Blue vậy. Phiên bản Red Switch thì nó sẽ bấm rất là trơn, tịnh tiến. Tức là bấm một phát là nó xuống tới tận nơi luôn, không có khất, cũng không có click. Và có cảm giác rất là nhẹ khi bấm vào rất là nhẹ. Đây là những cái click mà thích hợp cho những game thủ mà chuyên để spam, hoặc là chuyên cần phải có thao tác nhanh và chính xác. Và thao tác nhanh mà nó sẽ đỡ mỏi tay hơn là dùng blue hoặc là dùng brown, black vân vân. Là gì red là thuộc dạng nhẹ nhất rồi. Ngoài ra thì về cái phần keycap của con này, keycap của con này thì làm double shot chắc chắn rồi, và nó sẽ rất là chắc chắn và dày. Ngoài ra con này nó làm hoàn thiện về switch cũng như keycap rất là tốt. Rất là khi mà mình muốn gỡ cái keycap này ra thì nó rất là cứng, không hề dễ dàng. Nếu như mà các bạn không có dụng cụ mà dùng mở bằng tay thì cực kỳ cứng. Đó là cái độ hoàn thiện rất là tốt. Và các cái nút dài cũng như là các nút ở trên bàn phím này thì nó rất là chắc luôn. Các bạn không thấy cảm giác lung lay từ những cái con phím dài hay những phím cắt. Khi các bạn gõ cũng sẽ có cảm giác rất là đầm, không hề có hiện tượng đó gọi là có tiếng lò xo như những cái con bàn phím cơ giá rẻ khác. Và ở đây chúng ta sẽ có logo Boss Gear được khắc là gì ở đây, và có các cái đèn báo.
Ngoài ra thì con này còn được trang bị đèn LED RGB nữa. Tí nữa mình sẽ review cho các bạn xem cái phần đèn LED RGB. Ở mặt sau thì chúng ta thấy có thiết kế khá là đơn giản thôi, cũng có hai cái lẫy. Đó. Cái lẫy này chống lên thì ở phía phần chân lẫy đây cũng sẽ có thêm một lớp cao su chống trượt nữa. Đó là tốt. Ngoài ra thì chúng ta sẽ vẫn có bốn cái cao su chống trượt ở xung quanh đây. À, các bạn để ý thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái đường DJ để mình có thể DJ qua trái qua đây hoặc là có thể đi thẳng qua đây luôn. Đó, nó tất cả là tới 3-4 đường để mình chia ra, cho nên là các bạn có thể thoải mái để cho con này ở trên bàn và mình tùy vào cái bàn của mình là mình có thể DJ cho gọn gàng. Ngoài ra thì ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái thông số của bàn phím tên hãng, tất nhiên là của mình rồi, Boss Gear. Ok, về phần dây cáp. Ngoài ra thì con này nó sẽ dây cáp thì cũng là dây bọc nhựa chống rối thôi, khá là dày, có kèm cục chống nhiễu và đầu USB mã vàng. Tất nhiên là mình sẽ không có dùng dây dù vì dây dù nó sẽ không có tốt hơn là dây này bao nhiêu, nhưng mà giá thành nó sẽ cao hơn. Ngoài ra thì về phần đóng hộp thì bên mình cũng không có đóng hộp quá cầu kỳ để giảm tối đa cái chi phí sản xuất. Ok, rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần switch. Nói kỹ hơn thì con này sử dụng switch, đó là switch của Gateron. Đây là một switch khá là nổi tiếng. Thì về cái switch quang này mọi người cũng đã biết về đến switch Gateron rồi. Đây là một cái switch khá là nổi tiếng và chỉ đứng sau thằng Cherry mà thôi. Vì Cherry thì tất nhiên nó sẽ đứng đầu rồi, các cái switch khác cũng sẽ đi theo thôi chứ không thể nào vượt qua được Cherry được. Hiện tại thì chưa có. Về cái switch quang này thì nó sẽ tốt hơn ở một chỗ, đó là nó sẽ bền hơn so với lại switch cơ. À, nó sẽ hạn chế được cái việc đó là bị double clip sau một thời gian sử dụng rất là dài. Rồi ok, về cái phần đặc điểm nổi bật nhất của con này chính là đèn LED RGB. Với hệ thống đèn LED RGB này mình có thể điều chỉnh trực tiếp bằng phần mềm được luôn. Thế nên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xem về cái hướng dẫn điều chỉnh phần mềm. Về còn cái phần đèn LED show thì mình có một cái clip trước đó đã show về rất là nhiều cái hiệu ứng đèn LED của con này rồi. Các bạn có thể xem sơ qua. Bây giờ mình sẽ tắt điện và cho các bạn xem một số cái hiệu ứng ánh sáng của con này nhé. Ok, mình sẽ nói sơ qua các cái hiệu ứng ánh sáng của con này. Con này là đèn LED RGB. Đây là RGB thật nhé, 16,8 triệu màu chứ không phải là đèn LED kiểu dạng 7 màu như là con full LED. Thì nó chỉ đổi quyết định 7 màu thôi. Còn con này thì mình có thể dùng phần mềm tùy chỉnh, mình thích chỉnh màu gì trong cái bảng màu thì nó sẽ có màu đó. Và con này nó sẽ có rất là nhiều cái phần mềm chỉnh, có rất là nhiều cái phần chỉnh LED khác nhau. FN, F5 là mình có thể thay đổi được các cái chế độ LED. Và cái chế độ LED này mình có thể tùy chỉnh ở trong phần mềm. Đó. Đây này, rất là nhiều. Và FN, F6 là các cái những cái chế độ mà mặc định. Đó. Tất nhiên là mình sẽ không có thay thế được các cái chế độ này bởi vì nó là mặc định rồi. Và ở đây có một cái chế độ đặc biệt nữa, đó là chế độ mà nháy theo nhạc. Thì các bạn có thể thấy là khi mà mình búng tay này, đó, nó sẽ nháy theo. Hoặc là mình nói chuyện vỗ tay như thế này, nó cũng sẽ có lên theo. Đó là chính là cái đặc biệt của con này. Nếu như mà mình mở nhạc thì nó sẽ nháy theo nhạc rất là đẹp. Mình đã có clip về chia sẻ về cái phần này rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn ba cái chế độ tùy chỉnh nữa trong F10, F11 và F12. Những cái chế độ này thì mình sẽ dùng phần mềm để mình gán cho nó bất kỳ các cái chế độ nào mà có sẵn ở trong phần mềm. Có rất là nhiều chế độ, tức là mình sẽ cho các bạn xem ở trên phần mềm. Đó là những cái phần LED của con này. Ngoài ra thì LED của con này làm rất cũng khá là sáng, đủ để cho các bạn có thể thấy nhìn trong ban đêm. Không phải thuộc dạng quá sáng vì nó không phải là đèn LED nổi mặt trên mà nó là đèn LED chìm. Có thể dễ dàng cho các bạn thay nóng switch. Đó. Nhân tiện nói về cái thay nóng switch thì mình sẽ nói luôn thay nóng switch là thế nào. Tức là mình sẽ dùng cái dụng cụ nhổ switch. Ở đầu mình sẽ nhổ cái cáp lên trước. Và khi mà mình muốn thay switch, nếu mà là phím hỗ trợ thay switch nóng thì chúng ta chỉ cần việc đưa một cái nhổ switch vào và một cái kẹp phía trên, cái kẹp phía dưới như thế này, nhấp vào và nhổ nhẹ lên. Đó là chúng ta sẽ có một cái switch trên tay như thế này. Thì nếu như mà các bạn muốn thay một cái switch, chẳng hạn như mình thay bằng red switch này, mình thay bằng blue switch, thì mình có thể lấy một cái switch blue rồi sau đó mình sẽ để lại vào đúng cái vị trí cũ, đúng theo chiều của nó ở trên cái bo mạch như thế này. Mình ấn vào một cái, rất là đơn giản thôi.
khi nào mình nghe thấy cái tạch và nó đã dính vào trong cái phần cái bảng mặt ở phía trên ấy, thì mình ấn keycap vào, xong. Rất là đơn giản, rất là nhanh gọn. Đó là vì sao mà bây giờ người ta hầu hết đều chuyển sang làm đó là thay switch nóng. Rồi về cái phần quan trọng nhất, đó chính là cái phần mà mình muốn giới thiệu đến các bạn. Nó là cái phần gõ của con này. Ok, mình đã chuyển cái bàn cái mic của mình thu âm mình sang gần tới bàn phím để mình gõ cho các bạn nghe được chính xác cái tiếng gõ của nó nhất. Thì đây là phiên bản Red Switch, cho nên là gõ nó sẽ không có nghe thấy tiếng clicky, nên các bạn đừng có thắc mắc nhé. Tí nữa mình sẽ thử gõ luôn cho các bạn xem tiếng clicky, cho các bạn so sánh chính xác hơn. Rồi bây giờ mình sẽ gõ thử cho các bạn xem một đoạn văn bản. Đó, các bạn có thể thấy tiếng Red Switch thì nó sẽ không có tiếng clicky mà chỉ có tiếng của cái keycap này chạm vào trên thành của cái bề mặt play kim loại của phím của bàn phím thì nó mới kêu thôi. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển sang đó là dùng Blue Switch cho các bạn nghe luôn. Ok, đây chính là con bàn phím sử dụng Blue Switch của thằng Netron luôn. Đây, mà đây là con Blue Switch, gõ nó sẽ kêu rất là to. Để mình thử gõ cho bạn xem một nút nhé. Đấy. Nó sẽ có nghe thấy tiếng clicky. Đó. Bây giờ mình sẽ thử gõ một đoạn văn bản cho các bạn xem. Đó, các bạn có thể thấy là tiếng clicky của con này không có quá ồn nhưng nghe rất là êm tai và đủ để cho các bạn có thể quẩy mà vẫn nghe thấy tiếng clicky rất là sướng tai, nhưng mà nó có cảm giác gõ rất là sướng tại vì nó là switch quang cho nên là cái tiếng clicky nó sẽ không to bằng speaker. Đó, bù lại thì nó sẽ có độ bền tốt hơn và lâu mất clicky hơn. Đó, và do con này sử dụng là switch của Gateron nên các bạn yên tâm về chất lượng nhé. À, mình sẽ chuyển sang cái phần đó là giới thiệu sơ qua cho các bạn về cái phần mềm điều khiển của... Ok, đây là cái giao diện của cái phần mềm sử dụng bàn phím Boss Gear Duckplay. Thì bàn phím này hỗ trợ phần mềm điều chỉnh đèn LED RGB 16,8 triệu màu chứ không phải là dạng 7 sắc cầu vòng như là của mấy con như Full Lens. Đó thì nó chỉ là 7 màu thôi. Thì cái phần điều chỉnh khá là đơn giản. Về cái phần online mode ở trên này, đó chính là điều chỉnh LED trực tiếp ở phần FNF9 thì nó sẽ hiện ra bất kỳ các cái chế độ nào mà mình đang sử dụng ở trên phần mềm thì nó sẽ hiện trực tiếp cho mình coi. Đó, còn về phần offline mode thì nó sẽ có thể tùy chỉnh cho các bạn, ví dụ như vào cái phần live đây, mình nhấp vào đây thì ở F5 nó sẽ có 5 chế độ, mình có thể điều chỉnh những cái chế độ mặc định này thành các cái chế độ có sẵn. Ở đây chúng ta sẽ có tận tới rất là nhiều các cái chế độ để mình cho các bạn xem rất là nhiều. Đây, đó, ví dụ mình nhấp vào nó sẽ hiện hình lên cho các bạn coi trực tiếp là sẽ có chế độ chạy như thế nào. Đó, nó sẽ hiện trực tiếp cho các bạn coi luôn. Đấy, khi mà bạn đã chọn được một chế độ thì mình vẫn giấu tích này đây. Rồi sau đó chọn Apply thì nó sẽ gắn vào trong cái chế độ mặc định từ F1 năm nay. Vì tuy nhiên thì mình cũng có thể chọn ở đây rồi mình chọn Live Function, tức là mình chọn bất kỳ các cái chế độ nào mình ấn FNF số 1 này cũng được. Đó, tùy biến rất là cao. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thử cho các bạn về phần macro. Thì macro này khá là đơn giản thôi. Mình sẽ tạo một cái macro mới. Thì mình sẽ ghi vô cộng đây thì mình tạo thêm. Ví dụ như mình ấn là cái gì đấy, ok. Rồi, mình chọn recording, tức là sẽ ghi lại cái thao tác của mình.
Rồi sau đó mình sẽ vào trong phần offline mode này, mình chuyển cái nút đó macro này, mình sẽ gắn cái macro này vào bất kỳ nút nào, chọn macro đây, đây là đơn giản thôi. Rồi cái phần này thì chỉ có hai cái quan trọng nhất, đó là điều khiển led và macro. Ngoài ra thì nếu như mà các bạn muốn một cái led bất kỳ thì mình sẽ ấn vào DIY static light. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn được màu cho đèn led, ví dụ mình chọn màu xanh, rồi sau đó mình sẽ chọn các cái nút muốn sáng. Còn nếu như các bạn muốn nhanh hơn thì các bạn có thể ấn giữ nguyên và kéo một vùng thì nó sẽ chọn tất cả cái vùng đó là màu xanh luôn, rất là nhanh. Để mình chọn màu đỏ đi. Đấy, thế. Ok, đó là những cái thông tin cơ bản nhất mình giới thiệu đến con này. Còn nếu như các bạn muốn biết chính xác hơn và muốn rõ cái cảm giác gõ sướng như thế nào của con này, và thì bạn có thể đến trực tiếp shop của mình để trải nghiệm. Và tổng kết lại, với con bàn phím này chỉ với giá khoảng 1.1 triệu mà các bạn sẽ có được một cái thiết kế đẹp LED RGB có phần mềm tùy chỉnh và sử dụng switch Gateron danh tiếng. Ngoài ra thì nó còn được hỗ trợ, đó là bảo hành 1 năm chính hãng tại cửa hàng của mình luôn. Đó là những cái điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì nó vẫn có điểm trừ, chẳng hạn như là hộp không được đẹp lắm này, thì hộp thì mình cũng không đầu tư. Thứ hai là dây không có bọc dù, và những cái đó thì cũng không quá quan trọng đối với các bạn chuyên về gaming gear thì chắc các bạn sẽ biết. Đó. Và các bạn có ý kiến gì đóng góp cho mình, hoặc là có những cái nhận xét gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại comment. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện, có thể là sẽ version 2 hoặc là phiên bản TKL chẳng hạn. Đó, rất là nhiều cái để cho các bạn có thể trải nghiệm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video khác. Đừng nhớ like và subscribe giúp mình để mình phát triển nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.